Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba là mệnh đề hàng đúng, mệnh đề hàng sai. Ở đây người ta có phân chia cái mệnh đề phức hợp ra thành mệnh đề hàng đúng, mệnh đề hàng sai và mệnh đề tiếp liên. Vậy thì vấn đề đặt ra đây, mệnh đề hàng đúng là thế nào, hàng sai là thế nào và tiếp liên là ra sao? Thì chúng ta sẽ làm quen với phần đầu tiên, đó là mệnh đề hàng đúng, định nghĩa như sau. Một mệnh đề phức hợp M được gọi là mệnh đề hàng đúng nếu như giá trị chân lý của M luôn là true đối với mọi hệ giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần. Chú ý là môn này có kiểm tra lý thuyết nha. Bài kiểm tra có câu hỏi lý thuyết. Sau đó chúng ta bắt buộc phải học thuộc. Trong buổi trước thì chúng ta làm quen với 6 cái định nghĩa về phép toán, đúng không? Ví dụ câu hỏi này như sau này, nêu định nghĩa phép toán phủ định của một mệnh đề. Hội, tuyển, tuyển loại, kéo theo, tương đương, đúng không? Nghĩa là mình phải viết ra. Mình phải viết ra. Hả? Trái hiếu hỏi gì? Thế tóm lại em hỏi gì em muốn nói lại xem nào. Không biết trả lời kiểu gì á? Không biết hỏi kiểu gì á? Em cũng là giáo viên đâu mà em không biết hỏi cái gì. Không biết diễn đạt thế nào á? Hôm trước mệnh đề cách phép toán cái diễn đạt theo cấu trúc, đầu tiên là cho cái gì chấm một phát, tên phép toán phẩy một phát, ký hiệu là gì, đọc là gì, là mệnh đề đúng sai khi nào, bây giờ cứ trình bày đúng như thế. Đó, thế lấy ví dụ một cái nhá. Cho hai mệnh đề P và Q chấm một phát. Hội của P và Q phẩy một phát, ký hiệu là, đọc là phẩy một phát, đọc là P và Q phẩy, là mệnh đề đúng khi cả P và Q cùng đúng và sai trong các trường hợp còn lại. Đấy, định nghĩa đấy. Tương tự như vậy năm cái còn lại. Đúng không? Rồi, thế bây giờ người ta có thể nói là thế nào là mệnh đề hàng đúng? Thế mình trả lời thế nào? Trả lời như trên bài. Hôm nào là làm bài kiểm tra cũng viết vậy đúng không? Trả lời như thầy giáo định nghĩa, chấm hết. Thế là không hiểu. Một mệnh đề hàng đúng còn gọi được gọi là một luật logic. Vậy thì người ta có thể hỏi là thế nào là một luật logic? Thì mình phải bắt đầu. Một mệnh đề phức hợp M được gọi là luật logic nếu như giá trị chân lý của M luôn là true đối với mọi chấm. Mình có thể diễn đạt không chính xác từng từ nhưng ít nhất cũng phải toát lên câu là nó luôn luôn nhận giá trị ra gì ạ? Chủ. Đúng không? Không mong chờ là chính xác từng câu từng chữ mà phải toát lên cái ý chính là nó luôn nhận cái giá trị là chung. Đó. Được chưa? Bắt đầu thấy rắc rối đúng không? Giờ bài tập thấy thế nào? Cảm nhận thế nào? Dễ dàng đúng không? Bởi vì ở trên lớp chúng ta mới học được mấy cái dạng bài, một là thế nhận dạng mệnh đề, câu sau đây có phải là mệnh đề hay không, rồi dịch xuôi dịch ngược, tức là biến được câu thông thường thành biểu thức logic và biến biểu thức logic thành câu thông thường. Đây là dạng thứ hai. Dạng thứ ba là lập bảng giá trị chân lý, đúng chưa? Đó, ba cái dạng chính của cái giờ bài tập đầu tiên. Thế còn hôm nay thì bắt đầu dạng bài thứ tư là gì? Mệnh đề liên hợp của một mệnh đề. Xong tiếp tục chứng minh một mệnh đề sau đây là mệnh đề đúng chấm đúng không? Đâu nó mở rộng ra thì lúc đầu nó còn ít thì chúng ta vẫn còn chưa sai, còn nhiều cái bắt đầu mới sai. Ví dụ cái mệnh đề P tuyển với không P là mệnh đề hàng đúng, chứng minh mệnh đề sau đây là mệnh đề hàng đúng. Đây. P tuyển với không P là một mệnh đề hàng đúng. Thì có hai người làm như sau, một người ta làm bằng lập bảng giá trị chân lý P tuyển với không P. P tuyển với không P là mệnh đề hàng đúng. Thì theo định nghĩa của người ta là cái mệnh đề hàng đúng thì nó phải luôn luôn nhận giá trị là true với mọi giá trị trên lĩnh thành phần. Thế bây giờ chúng ta nhìn xem trong cái mệnh đề này nó sinh ra từ những mệnh đề đơn nào.
cuối cùng thì chỉ sinh ra từ mỗi con p mà thôi, không p nó vẫn sinh ra từ p, cho nên là n của chúng ta bằng 1. Theo quy tắc của chúng ta là số dòng sẽ là 2 mũ n, tức là bằng 2 mũ 1 bằng 2 cộng với một dòng tiêu đề nữa là 3. Như vậy chúng ta sẽ viết p chu phô không p phô chu. Đấu chậm. Thế phép toán này là phép toán gì? Đây là phép toán tuyển. Tuyển phải nhớ đến cách nhớ nhanh của nó. Trời ơi, hôm đó thầy vừa nói cách nhớ nhanh tuyển chỉ đúng rồi, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Bây giờ áp dụng vào đây. Chu gặp phô, chu phô, thế là chu phô chu chu nốt. Cái cột cuối cùng của nó luôn nhận ra chỉ chu đi đây. Vậy đó là mệnh đề hàng đúng. Thế là một người làm như thế. Một người thứ hai bảo không, em làm kiểu khác, em làm kiểu khác, bảo là hàng đúng đi. Chúng ta tìm xem cái điều kiện này nó sai khi nào. Tìm xem nó sai khi nào. P tuyển với không P là sai khi nào? Chúng ta đã biết là tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, đúng không? Em hiểu thế nào về từ cả? Cuối cùng thì cả tôi và em đều sai lầm. Đó là chọn một cái môn như thế này. À, bây giờ như thế này, cả chính là và, khi và chỉ khi P sai và không P cũng sai nốt. Có cái mệnh đề P nào mà cả P sai và không P sai không? Chúng ta biết rằng là P mà sai ấy thì không P nó đúng rồi. Sao thế nhỉ? P mà sai thì không P nó đúng mất rồi còn gì. Thế làm gì có con không P nào vừa đúng vừa sai ở đây cả. Chúng ta nhớ lại là P mà sai thì là không P nó là đúng, đúng không? Không, tôi chết, buổi trước vừa học xong rồi. P mà sai nhé thì không P của nó đúng, đó là khi chỉ khi. P sai thì đồng nghĩa với nó là không P là đúng. Hô hô, làm gì có chuyện không P vừa đúng và không P vừa sai thế này. Thế này người ta gọi là gì ạ? Vô lý. Vô lý, mâu thuẫn vô lý. Thế đây phương pháp này gọi là phương pháp chứng minh phản chứng. Tức là hai người này đều làm đúng cả. Đấy nhá, cái ở dưới là phương pháp chứng minh phản chứng. Làm gì có chuyện P không P vừa đúng hay không P vừa sai ở đây cả. Mệnh đề nó chỉ có thể nhận ra chỉ đúng hoặc là ra chỉ sai, làm gì có vừa đúng vừa sai ở đây. Đúng chưa? Rồi. Thế là mình làm quen cách thứ hai. Tiếp tục. Nhờ lặp lại. Tiếp tục. Chứng minh rằng cái mệnh đề sau đây là hàng đúng. Cái bài này mà làm theo cách lập bảng giá trị chân lý thì rất là dễ. Nhưng mà làm theo cái cách vừa nãy toàn mồ hôi đấy. Chứng minh cái mệnh đề sau đây là hàng đúng. Thế chúng ta đi lập bảng giá trị chân lý thôi. Nào bây giờ nhìn vào cái mệnh đề ở trước mặt này. Nó sinh ra từ những mệnh đề đơn nào? P và Q đúng không? Tức là đây n là bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có 2 mũ 2 là bằng 4. 4 dòng cộng với dòng tiêu đề là 5. Đúng chưa? Rồi sau đó là bằng giá trị chân lý. Chúng ta đang cần chứng minh là P kéo theo Q phép toán tương đương logic với lại không P kéo theo Q. À nhầm, tuyển P tuyển Q. Đấy, hai thằng này tương đương logic với nhau. Đó, tức là có cái phép này là mệnh đề hàng đúng. Thế giờ chúng ta đã biết được là nó sinh ra từ hai mệnh đề rồi, như vậy nó sẽ có bốn dòng. Bốn dòng cộng với dòng tiêu đề là 5. Chu chu vô vô. Cái cột thứ nhất là 2 mũ n trừ 1 chu, 2 mũ n trừ 1 phô. Cột thứ hai thì mũ nó giảm đi. 2 mũ 2 tức là cứ chu phô. Chưa lấp đầy thì phải lặp lại.
two, four. Đúng rồi, đây là hai cột bắt buộc bởi vì nó sinh ra từ P và Q. Cột thứ ba, về mặt nguyên tắc là trên này có bao nhiêu phép toán thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu tự cột thêm tương ứng. Đây là phép kéo theo P kéo theo Q. Chết rồi, trong buổi trước thầy giáo dạy là P kéo theo Q, tức là phép kéo theo cách nhanh của nó được tính đúng sai như nào quên nhỉ. Phép kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô thôi, đúng không? Mày áp dụng ở đây là gì? Chu phô. Đúng rồi, giỏi lắm. Chu là cái gì? Chu tiếp tục. Chu phô. Đấy, vẫn có bạn trả lời là phô nhé, chứng tỏ về nhà không chịu khó học gì cả. Chìa khóa của cái phần đầu chính là cái việc viết đúng này. Lên bảng lập giá trị chân lý, của bạn nào lúng túng mãi không lập được là về cái tội. Có hai cái tội. Tội thứ nhất là không biết n bằng bao nhiêu để biết số dòng số cột, không nhớ được quy tắc thầy giáo dạy trong giờ lý thuyết. Thứ hai là không thuộc được cách nhớ nhanh của nó, làm lúng túng không làm được. Có đúng là trong giờ bài tập đầu tiên những ai mà không thuộc như thế lên bảng là cứ lúng túng như gà mắc tóc, điền bừa học luôn. Đúng không? Không nghe thầy giáo dạy gì cả, dặn gì cả. Đó, bây giờ tiếp tục này. Phép toán thứ hai, phủ định của P. Phô phô chu chu, đúng rồi, giỏi lắm. Phép toán thứ ba, phép toán thứ ba chính là phép toán tuyển. Là không P tuyển với Q. Đúng chưa? Phải làm theo trình tự, ưu tiên cái gì trước cái gì sau rồi bắt đầu viết. À đây, thực chất là cột số 4 tuyển với cột số 2. Đúng chưa? Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, tức là trong cái tuyển đấy mà có một cái chu nó nhận ra chị chu luôn. Và như vậy chúng ta có đây là gì? Chu, đúng rồi, giỏi lắm. Ồ, đúng rồi, giỏi lắm. Chu, đúng rồi. Quá giỏi. Ồ, hết phép toán chưa nhỉ? Chưa. Mà ở đây còn cái phép toán là ở giữa đấy, tương đương đấy. Đó. Rồi. Viết láu nhanh lại tưởng chữ và chứ. Như vậy ở đây là cái chỗ này thì nó là ứng với cái cột số 3. Còn cái này là ứng với cột số 5. Thế phép toán tương đương ấy thì nó chỉ nhận ra chị chu hay hai anh giống nhau thôi, tức là chu đi với chu nó ra chu, phô đi chu phô nó cũng ra chu. À bây giờ bắt đầu mới nhìn vào cột 3 và cột 5. Cột 3, cột 5, chu, cột 3, cột 5, chu, cột 3, cột 5, chu, cột 3, cột 5, chu. Thôi chết rồi, cột cuối cùng toàn là chu đi. Cột cuối cùng toàn là chu, có nghĩa là cái mệnh đề đã cho là mệnh đề hàng đúng. Tức là luật logic. Như vậy bài kiểu này người ta có thể yêu cầu là thế nào là mệnh đề hàng đúng chấm phát, chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hàng đúng. Thế là mình phải trả lời lý thuyết trước, sau đó mình bắt đầu áp dụng ở đây mình làm cái này. Tiếp bạn thắc mắc gì không ạ? Không, tốt lắm. Lâu lắm thấy lớp hiểu bài thế. Có khi thầy giáo giảng thì rất là hiểu, nhưng đến lúc đặt bút vào tính không còn tạo nó nhầm. Giữa hiểu, nhớ, vận dụng nó là cả một vấn đề. Thế nên làm thế nào để nó không quên? Thì mình hiểu rồi xong, chốc có bài tương tự mình phải làm ngay, hoặc là chiều tối mình về mình có bài tương tự mình phải làm ngay. Đấy. Thì nó mới nắm được bài. Thế nếu mình vẫn còn nghi ngờ mình nó chưa được tốt lắm thì bắt đầu làm ra, viết ra giấy xong là gửi Zalo, Facebook cho bạn. Biến Zalo, Facebook thành phương tiện học tập chứ không phải là phương tiện giải trí. Nó là phương tiện giải trí nhưng chúng ta sẽ tận dụng được nó. Ví dụ như các bạn có thể hỏi bài nhau, có thể là gì gì đấy. Không biến nó thành phương tiện để tắm, biến nó thành cái hỏi bài nhau. Đúng không? Thầy mấy lần thầy định khóa Zalo mới khóa Facebook rồi, nhưng mà cứ học sinh lại cứ hỏi bài. Một lần thầy khóa Facebook lại, rồi lập tức có mấy đứa nó cứ hỏi lung tung là ông bạn cũ mà. Nó lại hỏi cái học trò của thầy xem là ông này ông bị làm sao, không biết có vấn đề gì. Thế cuối cùng mình lại phải mở ra. Thế thì mình ạ, biến cái phương tiện giải trí thành phương tiện để hỗ trợ học tập, trao đổi bài lẫn nhau. Tiếp tục.
cái loại bài tập này nó rất là phũ phàng. Chúng ta biết trước kết quả của nó ở cái cột cuối cùng bao giờ cũng là chu từ đầu đến cuối. Nhưng nếu như trong quá trình chúng ta chỉ biết nhầm một cái thôi thì là cả bài chúng ta sẽ mất đi, không được điểm nào. Lưu ý cho để trình bày cho chuẩn. Tiếp tục, bây giờ mình mới thở tháng sông lên. Mệnh đề hàng đúng thì chắc phải có mệnh đề hàng sai. À, vậy mệnh đề hàng sai sẽ phát biểu thế nào? Mệnh đề hàng sai sẽ phát biểu thế nào? Một mệnh đề phức hợp M được gọi là mệnh đề hàng sai nếu nó luôn nhận giá trị là chân lý là vô ứng với mọi hệ giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần. Đúng rồi, thế là xong. Cố gắng học thuộc luôn thì tốt, nếu không thì về nhà phải đọc đi đọc lại cho nó thuộc. Đúng chưa nào? Mệnh đề hàng sai, xem nó có đúng không? Ủa, phát biểu bừa đúng thật. Cứ mạnh dạn lên, viết nó sẽ thuộc. Cái cách học của cái môn này cũng như môn toán về sau đó là chúng ta viết câu hỏi ở đằng trước. Cứ mỗi một bài có cái mục như nào chúng ta hỏi có đấy. Ví dụ như hôm trước chúng ta có câu hỏi là phát biểu định nghĩa phép toán mệnh đề, phép toán trên cái mệnh đề đúng không? Thế là một phát túm được câu hỏi đấy 6 cái liền. Thế hôm nay thì là gì? Thế nào là mệnh đề liên hợp của mệnh đề? Đúng không? Và thế nào là mệnh đề hàng đúng? Thế nào là mệnh đề hàng sai? Mệnh đề hàng sai còn gọi là một mâu thuẫn. Do thực trạng nhiều sinh viên dạo này là lười học lý thuyết cho nên là các thầy cô dạy toán bắt đầu có xu hướng kiểm tra cả lý thuyết. Thực ra trong chương trình lớp 10, lớp 11, 12 toán chúng ta cũng đã có kiểm tra lý thuyết rồi. Ví dụ như là trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng, đấy cũng là một dạng hình thức kiểm tra lý thuyết. Hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì đó là bằng nhau. Xong rồi người ta phát biểu, người ta có thể phát biểu ngược lại. Xong rồi phát biểu hai tam giác có ba góc bằng nhau thì nó bằng nhau, có đúng hay không? Đúng biết có bằng nhau không? Hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì nó có bằng nhau không? Có hay không? Nó chỉ có thể đồng dạng với nhau thôi. Cạnh nó có bằng nhau làm sao được? Góc bằng nhau làm sao mà suy ra bằng nhau được? Trường hợp cụ thể như là tam giác đồng dạng. Chứng minh rằng cái mệnh đề P hội với không P là mệnh đề hàng sai. P hội không P là hàng sai. Càng dễ thì càng lấy ví dụ rất dễ. Chứng minh rằng P hội với không P là mệnh đề hàng sai. Là hàng sai. Chứng minh rất đơn giản. Làm gì? Lập bảng giá trị chân lý, đúng rồi. Đầu tiên là cứ nói thế là phải nghĩ ngay đấy. Bảng chân lý, bảng giá trị chân lý. À, thì đây nó chỉ sinh ra từ mỗi một mệnh đề P thôi, đúng không? Cho nên là nó có hai dòng thôi. Như vậy là hai dòng. Chu. Cô. Đây đằng sau. Ô chu. Tôi chết rồi, đây là phép toán gì đây? Đây là phép toán hội. Mình phải nhớ ngay cách nhớ nhanh của nó. Hội chỉ cái gì? Hội chỉ sai khi cả hai cùng đúng. À đúng rồi, hội chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Thế thì bây giờ điều đó có nghĩa rằng là trong cái hội đấy mà chỉ cần có một cái phô là nó phô luôn. Bất biết cái còn lại là gì cả. Đó. Rồi, đây là gì đây? Ô. Tôi chết rồi, cột cuối cùng toàn phô với phô này. Thế là gì? Là mệnh đề hàng sai. Tức là một mâu thuẫn. Đúng chưa? Rồi. Thấy dễ không? Đó, dễ cực luôn. Mấy bài đầu giáo viên dạy rất là chậm. Đùng phát chạy cứ vèo vèo vèo. Đến tuần thứ 3, tuần thứ 4 là chúng ta bắt đầu ô hết cả tay. Chúng ta có nhận xét sau đây. Nếu M là một mệnh đề hàng đúng thì phủ định của M sẽ là một mệnh đề hàng sai. Cái nhận xét này giúp chúng ta làm bài 23, 24 và 25. 24 và bài 25. Tiếp, mệnh đề tiếp liên.
Nếu mệnh đề, nếu M là mệnh đề hàng đúng thì phủ định của M sẽ là mệnh đề hàng sai. Đó, sẽ có bài dùng đến. Bài đó là bài nào? Bài nào chúng ta tự tìm hiểu. Cứ rơi điện thoại nên chụp là một cái dề, tác dụng dề. Chụp xong mà không nhớ thì chả giải quyết gì cả. Hôm nào chúng ta gặp nhau trong môn thống kê xã hội học chẳng hạn, cho chụp thoải mái. Những cái lúc làm bài kiểm tra không được sử dụng điện thoại, không được để quanh người nữa cơ. Để quanh người không dùng nhưng vẫn cũng cấm thi. Chụp viết lại cho học thuộc. Học môn xác suất thống kê làm trắc nghiệm cho để tài liệu trước mặt, mở ra chép thoải mái, vẫn trượt. Đơn giản là trắc nghiệm phải là cao thủ như thế. Ra đề chỉ cần lơ đễnh một phát là làm nhầm ngay. Thế mới gọi là trắc nghiệm. Trắc nghiệm theo kiểu là điền thêm 3 phương án vào để cho nó thành đủ trắc nghiệm. Không phải. Thí sinh chỉ cần lơ đễnh một phát là điền nhầm phương án ngay. Đó. Tài liệu đặt trước mặt làm vẫn sai. Thế mới gọi là cầu thủ trắc nghiệm. Chúng ta tiếp tục. Hả? Đây chỉ là ví dụ thôi, còn cái câu chính của nó là gì? M là mệnh đề hàng đúng thì phủ định của M là mệnh đề hàng sai và đương nhiên ngược lại, đúng không? Thế còn cái kia nó chỉ là cái tính chất minh họa, có cái gì đâu. Cái loại mệnh đề thứ ba đó là mệnh đề tiếp liên. Thế nào là mệnh đề tiếp liên? Ý của bạn bảo là mệnh đề tiếp liên là mệnh đề liên tiếp. Đúng rồi, nó nhận cả giá trị chu, nhận cả giá trị phụ. Tức là nó không phải là hàng đúng mà cũng không phải là hàng sai. Có nghĩa là nó có thể nhận giá trị chu, có thể nhận giá trị phụ, tùy theo giá trị chân lý của các mệnh đề trong cái mệnh đề thành phần. Mệnh đề không phải là hàng đúng cũng không phải là hàng sai được gọi là mệnh đề tiếp liên. Lúc đi thi làm sao mà nhớ được cái này nhỉ? Mà lại nhớ cái khác. Mệnh đề phức hợp mà nó có thể nhận giá trị chu, có thể nhận giá trị phụ, tùy theo các giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần. Trả lời thế vẫn đúng rồi, đúng không? Không phải là hàng đúng mà cũng không phải là hàng sai được gọi là mệnh đề tiếp liên. Lấy ví dụ P hội quy rồi P tuyển quy rồi P tương đương quy là những mệnh đề tiếp liên. Chứng minh nói chúng ta chỉ việc viết cái bảng giá trị chân lý, cái cột cuối cùng nó có cả giá trị chu và cả giá trị phụ, thế là xong. Được chưa?